Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Saigon. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng vừa cập nhật một số những sản phẩm audio cao cấp tuyển chọn về trực tiếp từ nước ngoài. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng loa bầu cao cấp hàng bãi Mỹ xịn, những chiếc âm ly Denon dòng Super Audio hàng tuyển chọn trực tiếp từ Nhật về. Video ngày hôm nay, Tiến Dũng cũng sẽ thanh lý một cặp loa trợ lời của thương hiệu Bow. Mẫu loa toàn giải Bow 161 với phân khúc giá rất rẻ do cặp này có bị lỗi nhẹ một chút. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn âm thanh với combo âm thanh được Tiến Dũng phối ghép rất ăn ý. Sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm này. Chúng ta sẽ test với mẫu loa Bow 701 phiên bản 1 lỗ hơi với mức giá 18 triệu. Kết hợp với chiếc âm ly Denon model PME1500R. Chiếc này với mức giá chỉ 11 triệu. Đây là một combo được phối ghép rất ăn ý, kết hợp với một chiếc đầu giải mã DAC Topping D50S. Chiếc này có mức giá chỉ 5 triệu 200 ngàn. Với combo âm thanh này, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thêm một vang và một micro để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hãy liên hệ với Tiến Dũng Audio Saigon theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Rất tuyệt vời. Đây là một combo âm thanh được phối ghép rất ăn ý. Chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc. Thì đúng là xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa mà sẽ thanh lý với mức giá cực kỳ rẻ trong video ngày hôm nay. Đó là mẫu loa Bow 161. Đây là mẫu loa toàn giải rất cao cấp của thương hiệu Bow. Hai loa toàn giải loại 7 cm. Mẫu loa này có công suất là 80W trên một thùng, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Với tình trạng zin nguyên bản hàng đẹp gần như mới như thế này, thì Dũng phục vụ với phiên bản màu đen là 4,5 triệu, phiên bản màu trắng là 4 triệu. Những sản phẩm này đều có series trùng số đúng cặp và tình trạng đẹp gần như mới. Đối với cặp này thì Tiến Dũng thanh lý là bởi vì hai cái loa này là một cái màu trắng và một cái màu đen. Anh chàng người Tây đã sơn cái màu trắng thành màu đen, còn cái bên đây là màu đen zin. Bên đây được bên nước ngoài họ sơn và phía bên đây bị mất một cái tem. Bên đây còn tem và bên đây mất tem. Tất cả vẫn zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo, thì Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi Mỹ xịn. Mức giá thì Dũng phục vụ sản phẩm này chỉ một nửa so với những sản phẩm hàng hoàn hảo. 4 triệu 500 ngàn cho hàng đẹp hoàn hảo và 2 triệu 250 ngàn cho cặp loa bị lỗi như vậy. Bao gồm e căng đầy đủ. E căng cái bên đây cũng là màu trắng sơn thành màu đen. Còn cái bên đây là màu đen zin. Thì Dũng sẽ tặng theo một cặp tụ cản lời của Đức. Món quà này trị giá 300 ngàn. Đây là tụ của Đức Made in Germany xịn, chuyên cản audio. 2 triệu 250 ngàn cho cặp loa bị lỗi. Một bên đen, một bên trắng đã được anh Tây sơn lại. Còn những cặp bên đây với tình trạng zin của bạn có thể nói là đẹp gần như mới. 4 triệu 500 ngàn cho phiên bản màu đen và 4 triệu cho phiên bản màu trắng. Có rất nhiều các anh em thường bình luận rằng kênh này bán giá cao, kênh kia bán giá thấp, thì thông qua đây cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Đối với những sản phẩm hàng bãi thì còn tùy thuộc vào độ zin, độ đẹp và độ xịn. Với cặp loa này chỉ là một bên màu trắng, một bên màu đen, tất cả zin của bản thì Dũng đã thanh lý giảm đến một nửa tiền. Thì quý vị và các bạn cũng đủ thấy là độ zin, độ đẹp nó rất quan trọng. Những cặp loa này nó đẹp gần như mới, từ màng loa cho đến thùng loa cho đến e căng, nó hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Phía bên đây là hai cặp loa trợ lời rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Bow nữa, với phân khúc giá bình dân hơn. Bow Cooper Series 3 với mức giá 3 triệu 600 ngàn. Bow Cooper Series 2 với mức giá 3 triệu 200 ngàn. Hai cặp loa này có cấu hình giống nhau. Hai loa toàn giải loại 7 cm, công suất là 80W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Hai cái như vậy là một cặp và hai cái như vậy là một cặp. Chúng ta có thể xoay qua xoay lại được. Rất nhiều các anh em thường gọi là một cái như vậy là một cặp, như vậy không phải nhé. Chúng ta phải là hai cái như vậy mới đủ một cặp và hai cái như vậy mới đủ một cặp.
Đây là những mẫu loa trợ lời sẽ giúp cho dàn âm thanh của chúng ta lung linh hơn rất nhiều, hay hơn rất nhiều. Đặc biệt là đối với những anh em sử dụng những mẫu loa kiểu như Bose 7L1 phiên bản 1 lỗ hơi, 2 lỗ hơi cho tiếng bass rất tốt. Chúng ta sẽ muốn có một tiếng trung âm lung linh hơn thì đây là những mẫu loa chúng ta nên bổ trợ thêm một cặp loa lời vào, âm thanh sẽ lung linh hơn rất nhiều. Ngoài ra những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp như là loa JBL, loa Pioneer, loa Sequoia, khi chúng ta có thêm một cặp loa trợ lời vào thì âm thanh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa 7L1 phiên bản 2 lỗ hơi với tình trạng hàng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về, zin nguyên bản tuyệt đẹp. Cặp loa này có công suất là 200W trên một thùng, công suất hiệu dụng, và công suất cực đại của mẫu loa này lên đến 400W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này có hai loa bass sub ở phía bên trong, một loa mid 16 và hai loa chất giấy. Bộ lọc được trang bị đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Với những sản phẩm bên shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn thì luôn luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng, từng ly từng chút, zin nguyên bản tuyệt đẹp và zin tuyệt đối. Những sản phẩm có lỗi như thế nào thì Tiến Dũng sẽ trình bày rõ ràng để quý vị và các bạn tiện tham khảo và lựa chọn. Với mức giá trong đợt này vô cùng hấp dẫn, chỉ 21.500. 21.500 Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20% và tự mình chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng cỡ 500.000. Tiến Dũng sẽ chịu tất cả các vấn đề trên đường đi như là bể, vỡ, móp méo, mất hàng, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng zin nguyên bản đẹp đúng như những gì Tiến Dũng mô tả ở đây. Phía bên đây là một cặp loa tương tự, đây là 7L1 phiên bản 1 lỗ hơi màu xám. Cặp này trong đợt này Tiến Dũng phục vụ với mức giá cũng rất hấp dẫn, chỉ 18 triệu với tình trạng zin nguyên bản, không thể đẹp hơn. Đây là một cặp loa rất đáng đầu tư với phân khúc giá chỉ 18 triệu. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc đa thể loại, để hát karaoke, gia đình, tiếng rất tốt. Những cặp loa này sẽ phù hợp cho các không gian khoảng trên dưới 40m2 sử dụng là vừa. Các anh em có điều kiện hơn thì chúng ta nên đầu tư thêm một cặp loa trợ lời thì tiếng nó sẽ tốt hơn. 18 triệu cho 7L1, 1 lỗ hơi và 21.500 cho 7L1, 2 lỗ hơi. Phía dưới này thì Dũng vừa cập nhật một số những chiếc âm ly đờ nông dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và đấu mạng trực tiếp từ siêu thị Nhật về, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Tiến Dũng cũng chưa kịp lau chùi, xin giới thiệu nhanh đến quý vị. Chiếc đầu tiên phía bên đây là đàn ông 2045 mã. Đây là dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao, sử dụng 4 xò MOSFET công nghệ UHC MOS. Điện 100V, công suất nguồn là 275W. Đây là đối tác tuyệt vời cho tất cả những dòng loa Bose, bao gồm từ 201, 301. 4L1, 5L1 cho đến 9L1, chơi rất thoải mái. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng có thể phối ghép rất ăn ý với các dòng loa B&W của Anh, Tannoy của Anh, JBL của Mỹ hoặc Pioneer của Nhật. Đặc biệt với những dòng loa kiểu như Sequoia có thể chơi được những loa bass 40cm rất thoải mái. Mức giá trong đợt này 20 triệu với tình trạng zin nguyên bản, Tiến Dũng bao zin từ A đến Z. Phía dưới này là một chiếc âm ly có cấu hình tương tự nhưng mức giá êm hơn. Đó là Denon 2035 mã, điện 100V, công suất nguồn là 275W, 4 xò MOSFET với mức giá chỉ 18 triệu. Phía bên đây là những dòng âm ly có cấu hình nhỏ hơn. Đó là Denon 1500SE, dòng Super Audio, 4 xò MOSFET, công nghệ UHC, âm thanh chất lượng cao. Điện 100V, công suất nguồn là 295W, máy có thể cắn đáng được một cặp loa bầu 7L1 kiểu như thế này, với một cặp loa lời hoặc một cặp loa 3L1 chơi rất thoải mái. Các dòng loa của Pioneer, của Sequoia, của JBL có thể chơi được những loa từ bass 40cm đổ lại, tiếng rất tốt. Mức giá trong đợt này chỉ 14.500. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 15 cho đến 15.500. Phía trên này là hai phiên bản bình dân hơn một chút, đó là đàn ông 1500R25 mã. Đây là một sản phẩm mà với phân khúc giá bình dân, tuy nhiên tiếng của nó rất tốt. Mức giá của chiếc này chỉ 12.500. Phía trên cùng này là đàn ông có cấu hình tương tự như chiếc ở phía dưới. Đây là đàn ông 1500R. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 250W, tương tự như chiếc ở phía dưới, mức giá chỉ 11 triệu. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DAC bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Đây chính là chiếc Topping D50S, giải mã 32 bit, sử dụng 2 chip giải mã, nhạc chất lượng cao.
đầy đủ các tiêu chuẩn như là Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và DSD. Chúng ta có thể kết nối với TV Internet thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và kết nối với đầu đĩa thông qua cổng coaxial. Kết nối luôn với máy tính thông qua các USB. Chiếc này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa đầu 5 số thông thường. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc chất lượng cao và sử dụng để hát karaoke để rất tốt. Mức giá chỉ 5.200.000. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm một đoạn nhạc nữa với combo thanh này. Những sao đi mà không vào gì nhau, để anh khỏi tiếng thơ buồn vọng lại. Đến rất tuyệt vời. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio chất lượng cao và được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Bao zin, bao xịn, bảo hành 1 tháng. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.